tiêm phòng và tiêm chủng. Vậy thì trước khi mang thai chúng ta cần phải tiêm phòng những gì? Cái này mình cũng đã nói một lần ở trong, cũng có một buổi livestream mình nói về vấn đề này rồi. Thì tối thiểu nên tiêm phòng cho mình thứ nhất là một mũi 3-1 gồm sởi, rubella và quai bị. Cái thứ hai, nếu như chưa mắc viêm gan B hãy đi tiêm viêm gan B. Và cái thứ ba đó là tiêm uốn ván. Uốn ván thì trước thì trong quá trình mang thai đến thời điểm các bác sĩ sẽ nhắc các bạn thôi. Vậy thì tối thiểu chúng ta nên tiêm đó là viêm gan B và sởi rubella quai bị, một mũi 3-1. Một mũi 3-1 để sao cho đảm bảo được em bé có thể phát triển và khỏe mạnh nhất, bởi vì đó là những cái nguyên nhân dễ dẫn đến cái tình trạng dị tật ở thai nhất. Đó. Đơn giản chỉ là như vậy thôi.